Hyundai 2.0 đặc biệt 2020 Philips vừa trở lại đấu trường crossover Nam Châu với rất nhiều điều mới mẻ. Với mức giá mềm cùng nhiều trang bị và tính năng tiệm cận với bản cao cấp, tắc sườn máy xăng đặc biệt 2.0 đang lọt vào mắt xanh của nhiều khách hàng Việt. Hiện tại, tắc sườn 2020 máy xăng đặc biệt 2.0 có giá bán cao hơn 79 triệu đồng so với bản 2.0 tiêu chuẩn. Hãy cùng đánh giá khách quan xem tắc sườn 2.0 đặc biệt có xứng đáng với số tiền trên lệch này. Ngoại thất tắc sườn máy xăng đặc biệt 2.0 nhờ ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuo Sportinis. Tắc sườn 2.0 đặc biệt 2020 không còn cảm thấy rụt rè khi so kè cùng các đối thủ trong phân khúc. Mọi tinh hòa, tâm huyết của đội ngũ Hyundai đổ dồn vào phần đầu xe. Ở thế hệ mới, vẫn là phong cách cascading grill nhưng mặt ca lăng đã hầm hố hơn với kích thước to bản. Mọi chi tiết trên bộ lưới tản nhiệt mới đều được mạ chrome bóng bẩy bên trong là các đường gợn sóng kết hợp tạo thành tấm lưới cứng cáp. Cặp mắt sắc xảo dạng LED hai bên trở thành mảnh ghép hoàn hảo với mặt ca lăng. Đường nét đèn LED chạy ban ngày được làm mới dạng gấp khúc thời thượng. Cụm đèn sương mù trở nên rực rỡ, lạ mắt nhờ được bao quanh bởi giải đèn LED vuông vức. Cản trước dạng hình thang có cấu trúc tổ ong toát lên vẻ ca tính. Hông xe tạo ấn tượng với phần mái dốc nhẹ về sau lấy cảm hứng từ những chiếc cúp gầm cao viền cửa kính được sơn đen toàn bộ làm bật lên sự phóng khoáng. Bên dưới là bộ vành 18 inch đa chấu sắc lẹm. Tắc sườn 2020 máy xăng đặc biệt 2.0 có kích thước tổng thể dài 4.480mm rộng 1.850mm cao 1.660mm. Như vậy, chiều dài đã được tăng thêm 5mm so với bản tiền nhiệm. Hyundai còn đánh lừa thị giác một cách khéo léo với phần vòm bánh xe được ốp thêm viền tối màu nhờ đó mà hông xe tắc 2.0 đặc biệt trở nên cao giáo hơn. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp chức năng sấy và đèn báo rẽ. Đuôi xe 5 chỗ Hyundai tắc sườn bản 2.0 đặc biệt đem lại cái nhìn sang trọng và đẳng cấp, ra dáng một mẫu xe châu Âu. Cụm đèn hậu thay đổi thiết kế với dạng lá vàng mềm mại, bên trong là hai giải LED sáng rực nằm song song. Người dùng tỏ ra khá thất vọng khi lần nâng cấp mới này tắc 2.0 đặc biệt vẫn chưa có ống xả kép cân xứng hai bên. Cụm đèn phản quang có bố trí cao hơn tạo thuận lợi cho những phương tiện phía sau dễ dàng quan sát. Nội thất xe tắc sườn máy xăng đặc biệt 2.0, rộng rãi và thoáng đãng là hai cụm từ được nhiều khách hàng nhận xét sau khi trải nghiệm tắc 2.0 đặc biệt. Tất cả là nhờ chiều dài cơ sở 2670mm kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Táp lô của tác sườn máy xăng đặc biệt 2.0 không còn bị gắn mắc rẻ tiền bởi màn hình trung tâm đã chuyển sang dạng nổi hiện đại. Các cửa gió được bố trí liền mạch và gọn gàng mang đến cái nhìn cao cấp. Xe được trang bị vô lăng ba chấu đa chức năng được bao phủ bởi chất liệu da mềm đem lại cảm giác cầm nắm thích thú. Cần số có bố trí gần với tay lái cũng là điểm cộng dành cho tác sườn 2.0 đặc biệt giúp thao tác của chủ nhân thuận tiện hơn. Ghế ngồi trên xe được bọc ra toàn bộ nhằm đảm bảo sự êm ái trong suốt hành trình ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau được tích hợp bệ để tay, tựa đầu chính giữa giúp làm giảm mệt mỏi khi đi xa. Bên cạnh đó, hàng ghế sau còn có thể gập 60, 40 giúp gia tăng không gian chở hàng khi cần thiết. Tiện nghi trang bị trên xe, tắc sườn 2.0 đặc biệt sẽ xoa dịu nhanh chóng cảm giác nóng bức bên ngoài của hành khách nhờ hệ thống điều hòa tự động hai vùng. Hàng ghế sau còn có cửa gió điều hòa cho khả năng làm mát tối ưu để những chuyến hành trình bớt nhàm chán. Hyundai đã chuẩn bị nhiều tính năng giải trí cho Tucson 2.0 đặc biệt. Cụ thể gồm có màn hình 8 inch, radio, MP4, kết nối USB, Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, sạc không dây chuẩn quy. Ấn tượng nhất là dàn âm thanh Acom X Premium cao cấp gồm 6 loa giúp khiến khoang cabin bùng nổ cùng âm nhạc. Ngoài ra, xe còn sở hữu các tính năng khác như chìa khóa thông minh và khởi nút bấm khởi động, gạt tàn và châm thuốc, ngăn làm mát, chế độ vận hành. Dưới nắp capo của Tucson 2.0 đặc biệt là khối động cơ Nu 2.0 MPI có khả năng sản sinh công suất tối 153 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Hyundai còn cung cấp 3 chế độ lái Comfort, Eco. Sport cho tắc sừng 2.0 đặc biệt giúp chủ nhân có thể kiểm soát chiếc xe theo ý của mình. Dù ở chế độ nào thì xe vẫn đảm bảo độ êm ái nhờ sử dụng hệ thống treo trước sau MacPherson liên kết đa điểm đi kèm bộ lốp dày 225 trên 55 R18. Tắc sừng 2.0 đặc biệt được trang bị phanh trước trên sau dạng đĩa có độ nhạy cao giúp hạn chế tối đa những tình huống xấu trên đường. Xe có khoảng gầm 172mm đủ sức vượt qua những đoạn đường ngập nước. Hệ thống an toàn trên tắc sườn 2020 máy xăng đặc biệt 2.0 với nhiều tính năng an toàn hiện đại. Cụ thể gồm có 6 túi khí, camera lùi, lùi control, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phân bổ lực phanh điện tử, lực phanh điện tử.